Hello anh em nha. Địch vẽ anh em có cái gì mà địch vẽ anh em phải hoảng hốt thế nhở? Bình thường à. Tóc được không anh em? Địch không ngoại. Đấy nhá, mình xoay ra cho các bạn xem nhá. Xoay hướng nào nhỉ? Đây đây, đúng rồi. Em không thể vì hiện như sợ em viết lâu về thoáng. Ê, cách nhưng em vẫn gợi vì ăn bước và nghiên chiến như là superstar. Đùa chứ đi bạn mà cắt à, để cái tóc này ấy. Đi bạn em qua đi làm mình kể cho bạn nghe. Mình kể các bạn nghe qua mình cảm ơn Đông Cua nhá, nhưng không phải một tháng cắt một lần à, một gội một lần đâu, 2 ngày gội một lần. Ví dụ hôm nay gội này, ngày mai không gội, ngày kia gội, đấy cách một ngày gội một lần. Hôm qua ấy, mình đi làm tóc mình đã chuẩn bị tâm lý là chắc là nó cũng đau, nhưng mà chỉ những kiểu là chỉ hơi rất đau một tí thôi, nhưng mà đéo các bạn ạ, địt con mẹ ra đầu mình thì đã yếu sẵn. Úi trời ơi, hôm qua hai thằng nó vần cái đầu mình. Nó cứ lấy từng đoạn một nhà. Nó kéo nó rất đi mẹ mình, như kiểu là bị mấy cái kim nó đâm vào đầu ấy. Nó cứ xiên như này này. Xiên đập 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 cắp 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 liên tục vào đầu khoảng 4 tiếng đồng hồ như thế. Mình bảo thôi xong rồi, đi mẹ mình. Đến những cái nọn ở cuối ấy. 5 ngọn cuối rồi, 5 lọn cuối rồi, mình gọi thôi đi mẹ mình sắp chết rồi, nhưng mà mình sẽ phải cố gắng đi mẹ chịu đau một tí nữa cũng được, không sao cả. Điệt khỏ mạnh, thế là cuối cùng cũng xong. Mình tưởng đến đấy là xong rồi, là không bị giật tóc, không bị mẹ mình phá tóc, không bị giật tóc nữa thì sẽ không đau. Nhưng mà đéo các bạn ạ, về nhà nó vẫn đau như thế. Đầu thì nặng trịch, điệt khỏ mẹ, như kiểu là đội một cái đầu buồi gì trên đầu ấy, thì phải nặng vãi luôn. Ngủ thì đéo nằm sấp được à, đéo đéo nằm nằm ngửa được, đéo nằm như này được anh, đéo nằm ngửa như này được, tại vì nó chọc hết ra đằng sau rồi, cứng vãi luôn. Thế là mình phải làm sấp đi ngủ. Thế xong rồi khi mà mình chơi game ấy, tối qua mình về mình chơi game mình đây, bình thường thì mình hay đeo cái tai phone này đúng không, nhưng mà bây giờ đéo đéo đeo được nữa rồi. Nếu mà chụp vào như này thì nó đéo tới tai, còn chụp hẳn xuống thì nó đau vãi cả lồn anh em ạ. Đi thế là thôi, là mình phải chuyển cho qua dùng cái bản một cái inner này, mình đã phải dùng cái tai phone này. Vụ tối đụ á? Ờ đấy, hôm qua khi mình đi làm tóc về, lúc đấy khoảng mình làm từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối mới xong, thì khoảng 7 rưỡi mình về đến nhà, 7 rưỡi tối. Nhưng mà mình hôm qua mình đi mình vội quá, mình quên đéo cầm chìa khóa nhà ấy. Thế là đến lúc đi pẹ mình, lúc đi về đến nhà gọi cửa mãi đéo ai ra mở cửa. Xong rồi gọi điện thoại đéo ai nghe cả. Thế là cứ đứng ở đấy khoảng tầm 10 phút, đứng dưới cửa nhà đéo làm nhà được. Thế đúng lúc đấy thì thằng Tú Đụ nó đi đâu, hay là nó đi đổ rác, hay là nó đi đi đâu ấy, đi ăn uống gì, nó xuống nó mở cửa. Nó thấy thằng lồn là thì mẹ mày tóc tai thì co mẹ đi đầu buổi thì mẹ mày đứng giữa cửa lúc đấy tối không đéo, nó đéo nhìn nó thì đã cận. Hình như lúc đấy nó đi đổ rác vậy, đéo đéo được kính sao ấy, đi co mẹ nó nhìn thấy thằng đầu buổi là thì mẹ mày lạ vãi lồn. Thế là nó đuổi đấm như kiểu thì mẹ ăn trộm ăn cắp gì là nó ấy. Đấy, chuyện thì chỉ có thế thôi. Xong rồi đi mẹ nó đuổi mình đoạn ra ngõ, mình bảo ịp anh mà không phải ăn trộm ăn cắp gì. Thế là nó bảo ô anh à, thế là thôi đi vào thôi, đi có mẹ.
Không, nhưng mà mình nghĩ là cái tóc này mình sẽ đéo để lâu được các bạn ạ. Mình nghĩ là đi Thái về thì mình sẽ cắt đi, sẽ cạo đi. Chứ không thể nào mà để lâu được cái này được. Chơi đi em ơi. Snake tắm xong chưa? Lùn giờ này đi tắm bạn. Anh toàn tắm giờ này mà, ngủ dậy anh tắm luôn mà. Tối đỡ phải tắm. Ông bà ơi. Tắm đêm hại sức khỏe lắm. Thực ra nó không hại đâu anh ạ, nó chỉ chết luôn thôi chứ chẳng hại gì cả. Em thì em hay tắm đêm. Tắm giờ này là hợp lý mà, hoặc là tắm buổi sáng. Tắm buổi sáng khỏe vãi lời. Mà lười lắm anh, đi sáng dậy kiểu lười động ăn nữa. Bẩn đéo chết được, nhưng mà đi phải sạch buổi tối là chết đấy. À, đầu anh làm mấy triệu á? Đầu anh làm 2 triệu ạ. Tại vì tóc mình cũng dày ấy, phải làm nhiều nọ cho nên là nó cũng hơi bị đắt. Cũng không phải là đắt lắm, 2 triệu thì bình thường. Với cả toàn làm mấy chỗ quen mà, chỗ mấy thằng em mà đó biết mình cho nên là làm cũng rẻ hơn. Thả ra nặng đầu lắm, buộc mãi mới được, bây giờ bắt thả ra. Đây mình thả ra, nhưng mà kiểu của mình là kiểu buộc về đằng sau chứ không phải kiểu thả, cho nên nếu mà thả ra bây giờ xấu lắm. I would đau lắm, thả ra đi mẹ, nó nặng mà nó kéo hết tóc chân tóc xuống ấy. Kiểu của mình không phải là kiểu thả xuống, kiểu thả xuống nó làm kiểu khác cơ, nó làm kiểu khác cơ. Ôi nhưng mà đau lắm các bạn ơi, đéo được đâu, thả xuống đau lắm. Đi cao mẹ thằng Seven Seed nhá, cười cái đít mẹ mày, thằng nhà quê bẩn thỉu kia. Thôi đi mẹ mình, các bạn xui dại mình rồi, bây giờ thì mình đã biết nọ nào với nọ nào để mình xếp vào để mình buộc. Các bạn đợi mình tí nhé, mẹ mình phải ra soi gương mình mới buộc. Chết rồi mọi người ơi, mọi người. Cái đít các mẹ thằng nhà quê bẩn thỉu kia, đừng có mẹ hỏi mẹ cười cái đầu buồn. Không, nhưng mà xem mẹ mày nói thật lòng mày đi, đít mẹ chẳng đẹp vãi lồng Sao? nè. Mày nói thật lòng mày đi. Tao chưa biết TikTok kiểu này sao tao nói thật được, thì mẹ mày muốn thật không? Nó giống lông mười của tao. Mày đi tìm mày. Để làm mất bao nhiêu tiếng? 2 triệu. Bao nhiêu tiếng chứ bao nhiêu tiền? À 4 tiếng. Nói rồi. Điện gội đầu kiểu gì? Gọi bình thường thôi, chỉ gọi chân tóc thôi, không gọi nọn. Chỉ di di chân tóc thôi, đi lại. Lại còn phải đi pẹo dùng dầu gội đầu Thái Dương. Đi vãi lộn. Đảm bảo luôn mà tuần sau thối vãi lộn. Không thối, dùng cái gì nhỉ? Nó gọi là cái đéo gì, đi pẹo mày bột bột baking gì nhỉ? Baking soda à? Cái bột gì nhỉ? Ừ, để mình search ra. Tao nghe nói mẹ dùng tinh trùng người châu Phi dưỡng nó tốt lắm. Thử đi. Thế mày cho tao tinh trùng đi. Sẵn sàng luôn, riêng ai chứ bản mình cho thoải mái. Ở đây này, bột đa công dụng mà. Mình sẽ phải dùng bột này với cả chanh. Mẹ để mình cho tóc. Hãy
cảm giác như chuẩn bị để bà nấu nấu món ăn vậy, baking soda và chanh rồi. Vãi lồn, đâu hiểu để làm cái lồn gì. Đâu, chứ bao giờ album mới ra vậy? Ừ? Bao giờ album mới ra vậy? Album gì? Thì ông nhìn như này đảm bảo phải chuẩn bị ra một cái album nào chứ mà. Kệ, chứ chân nhường kìa.